Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, đầu năm đến giờ quý vị đã có nhiều niềm vui chưa ạ? Có nhiều may mắn chưa ạ? Dạ, hôm nay chúng mình sẽ nhắc về một nam ca sĩ mà chắc hẳn là trong chúng ta đa số đều thích anh. Đó là anh Tuấn Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi nói về những kỷ niệm của Thanh Lan với anh Tuấn Ngọc thì cho Thanh Lan xin phép được nhắc về gia đình của anh. Một gia đình rất là nhiều nhân tài mà Thanh Lan còn nhớ hồi còn nhỏ xíu đi với bố. Hồi nhỏ bố hay chở Thanh Lan đi chơi lắm, là vì Thanh Lan là con gái lớn đầu lòng mà. Đó, thì Thanh Lan lần đầu tiên được xem ban nhạc AVT. Đó, thì trong đó có bác Lữ Liên. Và trong những cái bài mà ba chú ấy trình diễn vào cái thời gian đó đó, là Thanh Lan được biết là do chú Lữ Liên sáng tác. Dạ vâng, thưa quý vị, và Thanh Lan lấy làm thích thú lắm. Là vì sao? Là vì giống như là một màn dân ca ba miền mà lại có những câu chuyện hài hước, những cái mà trong dân gian thường hay kể, hoặc là những cái mà mình thường nghe các ông, các bà, các cụ ngày xưa kể chuyện, rồi bây giờ nó lại nằm trong cái màn trình diễn đó, rồi thì lại có các thứ đàn này kéo những cái điệu rất là dân ca Việt Nam, nhưng đôi khi lại cũng có kéo những cái bài hát cổ điển Tây Phương, thế mới lạ chứ. Thế cho nên là Thanh Lan rất là thích ban tam ca AVT vào thời đó. Dạ vâng, thưa quý vị, và mình cũng chẳng ngờ rằng khi mà mình lớn lên mình cũng sẽ thành một nghệ sĩ đi trình diễn trên các sân khấu như vậy. Thì thời đó Thanh Lan được biết là trong gia đình bác Lữ Liên sau này thì có ban nhạc Thúy Hà Tú, là Thúy Anh, Khánh Hà và Anh Tú. Đó, thì Thanh Lan cũng rất là thích, rất là mến tiếng hát của anh Tú. Một giọng hát nam rất là tình cảm. Và hát hay nhất mà Thanh Lan thích nhất là bài Géant de Papier, Lạc Mất Mùa Xuân. Dạ vâng, thưa quý vị, rồi thì nhắc tới anh Tú thì cũng hơi buồn. Là tại vì một cái giọng hát còn trẻ như thế mà đúng là đã đánh lạc mất mùa xuân. Anh Tú đã ra đi mãi mãi. Và nhưng mà phải công nhận là trong gia đình bác Lữ Liên, các người con, người nào cũng có giọng hát thật hay. Thanh Lan được biết về anh Tuấn Ngọc từ cái thuở lâu lắm rồi, không biết là lúc nào. Nhưng mà nghe nói rằng ngày xưa đó, anh Tuấn Ngọc cũng có ở trong ban Tuổi Xanh và cũng đã từng hát chung với chị Mai Hương và chị Hoàng Oanh. Đấy, hát sớm thế, hát từ khi bé thế đấy. Nhưng mà khi mà lớn lên thì anh Tuấn Ngọc lại toàn là đi hát club Mỹ, hát nhạc Mỹ không à quý vị ơi. Đó, thì cho nên là không có ở trong băng nhạc và trong không có lên TV nhiều. Cho nên nếu mà nói thì là anh Elvis Phương có dịp lên băng nhạc và lên TV nhiều, cho nên là quý vị khán giả Việt Nam biết nhiều hơn là anh Tuấn Ngọc. Nhưng mà dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan thường cứ hay nói đùa rằng anh Tuấn Ngọc là hoa nở muộn. Anh ấy hát rất hay, nhưng mà toàn nghe nói, lúc đó là Thanh Lan còn ở Việt Nam, thì nghe nói anh toàn đi hát trên các du thuyền cho khán giả ngoại quốc và hát nhạc Mỹ thôi. Đó, cho nên là người Việt Nam mình mấy ai mà biết được anh. Đó, một ngày đẹp trời thì anh từ Hawaii đi về Cali. Anh về Cali thì lúc đó anh mới bắt đầu hát nhạc Việt Nam. Nên vào đầu những năm 90 thì anh đã rất là thành công với bài hát Dung Một Góc Giường. À không, cái này là các bạn nghệ sĩ nói đùa chơi, Thanh Lan bị nhiễm. Dạ,
riêng một góc trời. Dạ vâng, thưa quý vị, đầu năm thì mình nói chuyện nó vui vẻ cho nó. Có nhiều người nói rằng là Thanh Lan lên nói chuyện hơi bị nghiêm, nên là hôm nay mình đùa giỡn chút xíu cho vui quý vị nhé. Đấy, thì mãi đến khi mà qua tới hải ngoại này thì Thanh Lan mới có duyên được hát chung với anh Tuấn Ngọc lần đầu tiên trong một chương trình do Khánh Hà tổ chức. Thanh Lan còn nhớ là ở một cái rạp nào về hướng miền Nam Cali, ở San Diego cơ. Đó, thì lần đó Thanh Lan đã song ca với anh Tuấn Ngọc bài Giấc Mơ mà cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều khán giả cứ nhắc mãi. Và trong thâm tâm Thanh Lan cũng rất thích được hát chung với anh Tuấn Ngọc, là vì anh hát cái kiểu giống như nhạc cổ điển Tây phương vậy đó, nó sang sang, nó êm êm. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chốc lát Thanh Lan sẽ xin trở lại cùng quý vị nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, bẵng đi một thời gian lâu lắm, có thể nói là cũng phải hơn 20 năm ấy chứ. Thì Thanh Lan mới có dịp hát lại với anh Tuấn Ngọc là vì sao? Không hiểu tại sao các bầu show không bao giờ mời hai tiếng hát này đi chung. Chỉ có một lần là Thanh Lan còn nhớ, hôm đó là tưởng niệm anh Trường Kỳ ở Canada, thì trong cái show đó có Thanh Lan, có Tuấn Ngọc, là vì dân nhạc trẻ mà. Dạ vâng, thưa quý vị, thì anh Trường Kỳ thì là bạn của tất cả những ca sĩ mà hát nhạc trẻ ngày xưa, tức là cái loại nhạc mà tân nhạc theo trào lưu thế giới đó. Tại vì cái tân nhạc của Việt Nam nó chia làm hai loại, một loại cũng là tân nhạc nhưng mà ảnh hưởng dân ca, ảnh hưởng cổ nhạc, còn cái loại nhạc trẻ là cái loại tân nhạc mà ảnh hưởng tân nhạc của trào lưu thế giới. Thì là những người nào mà thích nghe nhạc ngoại quốc á, thì cũng thích nghe nhạc Việt Nam mà có cái hơi hướng của nhạc mà trên thế giới người ta đang lưu hành. Đó, thì hôm đó thì gặp anh Tuấn Ngọc ở đó cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Nói tóm lại là ở ngoài đời anh Tuấn Ngọc ít nói chuyện lắm. Mà Thanh Lan thì cũng không có nói chuyện nhiều. Từ khi làm show nói chuyện với quý vị thì mới đâm ra nói nhiều. Có ai mà ngồi nói một mình 15 phút. Dạ vâng, thưa quý vị, thế mà có khán giả lại yêu cầu chị Thanh Lan ơi, chị có nói một tiếng được không? Dạ chắc không được quá. Chuyện đâu mà lắm thế ạ. Nhất là khi mà không có người đối đáp với mình. Nếu mà mình nói chuyện mà có người kia trả lời cái gì á, thì giống như là mình đánh ping pong đó quý vị. Có người đánh qua thì mình mới đánh lại được, chứ còn chẳng có ai đánh qua. Mình cứ ngồi mình nói một mình này. Dạ vâng, thưa quý vị, thật ra thì ở ngoài đời á, thì hồi nhỏ thì Thanh Lan cũng hay đùa giỡn lắm. Thì cũng nói cái gì cười cười vui vui chứ không có bao giờ là mặt nghiêm, cứ gặp ai là cũng nở nụ cười. Chính anh Tuấn Ngọc mới là ít cười, khi nào mà vui lắm anh mới cười. Thì có thời gian thì Thanh Lan hay tổ chức show tại Sài Gòn Performing Arts Center. Sau đây là phải nhắc cái chuyện này là để cho quý vị thấy rằng anh Tuấn Ngọc anh rất là dễ thương. Thì lần đó Thanh Lan có làm show Thanh Lan thì Thanh Lan có gọi mời anh. Quý vị cũng biết rằng trong giới nghệ sĩ, khi mà có một nghệ sĩ làm một cái show trong đêm đó thì tất cả các nghệ sĩ khác đều đến hát giúp, không có đòi hỏi điều kiện gì hết. Đó. Hoặc là một số nghệ sĩ thân tình với mình. Đó. Nhưng mà thú thật là hồi thời đó thì Thanh Lan cũng chả có thân tình gì với anh Tuấn Ngọc, và tại vì đấy hát chung có một lần thế thôi rồi có gặp đâu mà thân. Là vâng, nhưng mà Thanh Lan cũng gọi phone mời đại à. Anh Tuấn Ngọc ơi, hôm đó Thanh Lan làm cái show Thanh Lan ở Sài Gòn Performing Arts Center thì anh có đến anh hát giúp giùm Thanh Lan được không? Thì anh cũng đến rồi, anh đi đâu về hôm đó, đi show về xa lắm mà cũng đến đó. Rồi anh còn hỏi là thế Thanh Lan hôm nay mời tôi cái sư của tôi ghê bỏ sư. Hôm nay mời tôi là mời làm sao? Nói dạ thì nhờ anh đến hát giúp. Xong rồi anh nói được rồi, nếu thì để tôi giúp. Cho nên hôm đó anh cũng hát, không có đòi hỏi điều kiện gì hết trơn.
Người Thanh Lan nhớ là cái lần thứ nhì Thanh Lan cũng làm một show khác cũng tại Sài Gòn Performing Arts Center, mà lần này thì mời vừa anh Tuấn Ngọc vừa Khánh Hà nữa. Thì Thanh Lan có nói với anh mà không biết anh có cười hay không, bảo anh Tuấn ơi, dạ ở ngoài đời thì gọi anh bằng anh Tuấn chứ không có gọi bằng anh Ngọc. Thì anh Tuấn ơi, à, lần trước đã nhờ anh rồi thì lần này không dám nhờ đâu anh ơi. Đấy, thế là lần sau là cũng phải đàng hoàng với anh với Khánh Hà. Thì do vậy cái tình cảm giữa đôi bên thì lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã. Thanh Lan cuối năm vừa rồi có gặp Khánh Hà thì cũng rất là vui. Thanh Lan thì năm 2019, 18, 19 có hát chung với anh Tuấn Ngọc. Thì những cái bài đại loại Thanh Lan hát chung với anh là Con đường tình ta đi này, rồi gì nữa ta. Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với anh Tuấn Ngọc. Thanh Lan vừa mới nhắc đến những lần mà hát show tại Sài Gòn Performing Arts Center cùng với anh. Những lần đó thì đúng là thật là vui. Đã có những cái show mà đêm Thanh Lan nhưng mà có cả anh Tuấn Ngọc, cả anh Elvis Phương, cả anh Vũ Khanh. Thì giống như là ba chàng ngự lâm pháo thủ vây quanh mình sợ quá. Thì cũng hát song ca với mỗi người một bài cho nó lạ. Dạ vâng. Thì nói tóm lại là lần nào mà được hát chung sân khấu với anh Tuấn Ngọc á, thì Thanh Lan cũng rất là hào hứng và mong chờ cái giây phút đó. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan còn nhớ cái ngày hôm đó trên đường đi diễn tại Sài Gòn Performing Arts Center. Hôm đó thì hát một bài tình ca chung với anh Tuấn Ngọc. Anh Vũ Khanh thì hát nhạc Trần Thiện Thanh thì mình mặc áo dài này. Anh Elvis Phương thì mình hát nhạc Pháp nên mình mặc áo đầm này. Giờ anh Tuấn Ngọc thì hát một bài Việt Nam nhưng mà nó lại là Bossa Nova cho nên là mình muốn mặc áo đầm này, mình nhún nhảy. Nhưng mà buổi sáng đó trên đường đi nhất định Thanh Lan phải vào tiệm Michael để tìm ra được một cái hoa đỏ to thiệt to như thế này để gắn trên đầu cho nó hợp với cái áo đầm đỏ. Xong rồi đến đó Thanh Lan gặp anh Tuấn Ngọc, Thanh Lan mới nói này, tại vì cái bài của anh đó mà sáng giờ phải đi lo mày mò kiếm cho được cái hoa đỏ này. Thì anh cũng cười thôi chứ anh chẳng nói gì. Nói tóm lại là anh Tuấn Ngọc là một người đàn ông rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, dạ có tên tuổi, nổi tiếng khắp thế giới nhưng mà lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng và điềm đạm chứ không bao giờ ta đây hết. Do vậy nên là Thanh Lan rất là quý anh Tuấn Ngọc cũng như tất cả những em trong ban nhạc Thúy Hà Tú. Và ngày xưa cũng có vài lần gặp chú Lữ Liên lúc mà chú vẫn còn sống tại Mỹ đó, chứ còn hồi Việt Nam thì mình nhỏ quá mình cũng không được gặp. Dạ vâng, thì nói tóm lại là Thanh Lan thấy có hai gia đình nghệ sĩ Việt Nam mà rất là nhiều người có tài, đó là gia đình bác Phạm Duy và gia đình bác Lữ Liên. Thì mình cũng chả biết là bác Lữ Liên mình nên kêu bằng chú hay bằng bác, nhưng mà kêu bác Phạm Duy thôi, bác Lữ Liên luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà nhắc đến gia đình của bác Lữ Liên thì mới vừa đây thôi mình cũng có nhận được một tin buồn do chính Khánh Hà báo, đó là chị Bích Chiêu đã ra đi, rời xa chúng ta, không bao giờ gặp lại chúng ta nữa. Thì Thanh Lan thì riêng Thanh Lan thì hồi đó lúc mà chị Bích Chiêu hát á, thì Thanh Lan còn nhỏ quá chưa hát. Khi mà Thanh Lan hát thì hình như chị Bích Chiêu đã đi ngoại quốc rồi. Thanh Lan chỉ còn nhớ trong những cái bìa bài hát á, có hình chị Bích Chiêu nè. Hồi thời mà chị hát rất nhiều tại Sài Gòn đó thì chị có cặp môi rất là sexy. Đó, Thanh Lan chỉ hồi đó còn nhỏ mà cái ấn tượng là chị thấy thế thôi. Dạ thì xin nhân đây thì xin được chân thành chia buồn cùng gia đình. Và một lần nữa xin thân ái chúc trong gia đình các em là những người con rất có tài năng của bố Lữ Liên sẽ mãi mãi thăng tiến trên con đường sự nghiệp và sẽ mãi mãi đem đến cho đời những ca khúc khó quên và đầy ấn tượng. Dạ vâng, thưa quý vị, cha mẹ nào mà không hãnh diện, không mừng rỡ, không hạnh phúc khi mà có những đứa con tài giỏi. Thì đối với Thanh Lan thì có lẽ quý vị cũng nghĩ như Thanh Lan thôi,
gia đình bác Phạm Duy với lại gia đình bác Lữ Liên thì các con đều tài giỏi, đều nổi tiếng. Như vậy là các bác ấy cũng vui lắm. Mà Thanh Lan sực nhớ lại là trong phim Tình Người, cái cuốn phim mà nó đưa đẩy cho Thanh Lan có cái cơ hội để qua tới California là trong đó có bác Lữ Liên đóng nữa. Cái cảnh mà đi khám bệnh với lại anh Lê Tuấn đó. Là anh Lê Tuấn đóng vai bác sĩ, Thanh Lan thì cũng đóng vai bác sĩ từ bên Pháp về Việt Nam giúp cho những trẻ em nghèo. Thì anh Lê Tuấn cũng từ Mỹ về giúp cho các trẻ em nghèo. Thì hai người vô tình gặp nhau sau khi mà anh Lê Tuấn vừa mới đổ vỡ với bà vợ thứ nhất. Đó là chuyện trong phim ạ. Dạ vâng, nếu mà quý vị vào YouTube, quý vị tìm Tình Người của anh Lê Tuấn thì sẽ xem lại được những cái cảnh phim mà Thanh Lan đã đóng trong đó. Và cũng nhờ cuốn phim này mà Thanh Lan đã được anh Lê Tuấn cũng như là đoàn phim mời sang để dự cái ngày ra mắt của phim Tình Người tại Cali. Nhờ vậy mà Thanh Lan mới có cái cơ hội để qua đến Cali để được sống cùng với tất cả các bạn cho đến hiện tại. Dạ, nhưng nói hiện tại nhưng mà chắc là mãi mãi. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đấy, mình đâu có biết đường đời nó đưa mình về đâu. Thì ngày xưa có một số khán giả nói rằng chị Thanh Lan khi mà chị đóng cái cuốn phim Tiếng Hát Học Trò đó thì chị nổi tiếng thêm rất nhiều tại Sài Gòn. Chị nhắc lại cuốn phim đó đi. Thưa quý vị, hôm nay là mình đang nói về anh Tuấn Ngọc. Cho nên là Thanh Lan xin phép là sẽ mình hẹn nhau nói về những cuốn phim sau nhé. Nhưng mà tại vì có bác Lữ Liên đóng trong cái phim Tình Người cho nên Thanh Lan nhắc một chút chút ít để vì có một số khán giả không có hiểu cái lý do mà Thanh Lan đi qua Mỹ là như thế nào. Và đôi khi mà mình nghe đồn bên này bên nọ lung tung xòe thì là những lời đồn là đa số là đều không đúng sự thật. Thì hôm nay Thanh Lan xin thưa thẳng cùng tất cả quý vị là sở dĩ mà Thanh Lan có cái dịp mà gặp lại anh Tuấn Ngọc và hát song ca với anh rất nhiều tại Cali và qua được tới Cali là cũng nhờ cuốn phim Tình Người. Dạ vâng, qua để ra mắt phim và Thanh Lan đã xin được phỏng vấn với Sở Di trú Mỹ để được ở lại tiếp tục phục vụ nghệ thuật hải ngoại cho đến bây giờ. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan rất là vui đầu năm được nói chuyện để nhắc nhớ về những nghệ sĩ mà mình thấy trong lòng rất là nhiều cảm mến. Thì quý vị cứ tiếp tục gửi về những lời yêu cầu nhé. Hôm nay thì về anh Tuấn Ngọc cũng một phần do quý vị yêu cầu, nhưng một phần cũng do chính trong lòng Thanh Lan. Thanh Lan cũng muốn nhắc nhở về anh Tuấn Ngọc là vì có chị Bích Chiêu vừa mới xa rời chúng ta. Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Un jour on se reverrait plus car
c'est le printemps qui revient. Vois, le soleil chasse l'hiver. À nos baisers d'autrefois, quand tu es là, plus de tourments quand je suis dans tes bras, plus de souffrance tu les effaceras, c'est pour toujours. Je t'aime.